Xin chào mọi người nhé, mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn bố quý bánh xe tượng vua Minh Hoàng chân nhện nhé. Bánh xe chân nhện tượng vua Minh Hoàng nhé. Hiện tại thì mình có sẵn 3 màu, màu đen, màu trắng và màu hồng nhé. Thì như màu này các bạn có thể đặt được theo cầu, mức đẹp của nó là 35-35 nhé. Cái này thì các bạn có thể xoay được 360 độ nên mình 80 cân một hồi rất chi là ok nhé mọi người. 80 cân một hồi rất chi là ok nhé. Xoay được 360 độ nhé và nâng lên hạ xuống từ 40 đến 55 cm nhé. Tính cả bàn ghế là 60 nhé mọi người. Bàn ghế dài 6 cm nhé. Bây giờ đến gần đây mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn chất liệu này. Đẹp của nó này. Vuông 35-35 nhá, bọc da nhá các bạn, dày dặn các bạn nhá, độ dày tầm 5-6 cm nhá mọi người. Chân của nó này là chân kim loại sơn tĩnh điện, à quên, mạ inox màu trắng nhá các bạn. Bánh xe di chuyển rõ ràng nhá. Đây là khoảng 19 bánh xe cao cấp bên mình nhá các bạn. Bánh xe rất to và chắc chắn nhá. Thôi mình quay một đoạn vậy thôi, mình cảm ơn các bạn nhá, mình chào các bạn. Xin chào mọi người nhá, mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn bố quý bánh xe tượng vuông Minh Hoàng chân nhện nhé. Bánh xe chân nhện tượng vuông Minh Hoàng nhá. Hiện tại thì mình có sẵn 3 màu, màu đen, màu trắng và màu hồng nhá. Thì như màu này các bạn có thể đặt được theo cầu, mức đẹp của nó là 35-35 nhá. Cái này thì các bạn có thể xoay được 360 độ nên mình 80 cân một hồi rất chi là ok nhá mọi người. 80 cân một hồi rất chi là ok nhá. Xoay được 360 độ nhá và nâng lên hạ xuống từ 40 đến 55 cm nhá. Tính cả bàn ghế là 60 nhá mọi người. Bàn ghế dài 6 cm nhá. Bây giờ đến gần đây mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn chất liệu này. Đẹp của nó này. Vuông 35-35 nhá, bọc da nhá các bạn, dày dặn các bạn nhá, độ dày tầm 5-6 cm nhá mọi người. Chân của nó này là chân kim loại sơn tĩnh điện, à quên, mạ inox màu trắng nhá các bạn. Bánh xe di chuyển rõ ràng nhá. Đây là khoảng 19 bánh xe cao cấp bên mình nhá các bạn. Bánh xe rất to và chắc chắn nhá. Thôi mình quay một đoạn vậy thôi, mình cảm ơn các bạn nhá, mình chào các bạn.